Matlan, khu vực suối vườn Turat. Đến Talene nào, dịch chuyển. Từ đến Talene nào, mình sẽ đi chạy xuống đây nè, xuống cái hắc nước á. Mở cửa gian. Năng lượng phá mấy mấy thứ mới động mày. Lộn xuống dưới đó. Nhắn chụp trái vô phá nó. Không có gì hết. Thôi đi xuống thôi. Phá tiếp. Phá tiếp. Nhắn chụp trái tiếp. Ơi. Hao ra lại nè, nó dặn cũng cho mình đi luôn nha, không có đi lại từ đầu đâu, nó cho mình dưới xuống hố nãy mình dưới đây nè, từ điểm đấy nè, mình chạy vô hang động dưới xuống đây nè, đập đống mìn nó chứ mới chết. Này có đường đây nè, đây nè cái hang động ở đây mình xuống nè, mình phá mấy cái tường dưới xuống đây xếp xuống đây nè. Đây nè, chưa kịp nhặt cái rương nữa, bị nhặt cái rương mà chết queo à. Nó cho mình hồi sinh chỗ đó. Giờ quay đi nhặt thôi. Giờ trở lại cho chỗ nãy đi. Đây nè. Chúng ta heo nó hướng dẫn mình đi. Giờ trong đây còn gì sót không? Ai cơ? Nè, mấy cái biểu tượng nè, mình phải kiếm những mấy con nè. Con gọi có gì mình không biết nữa. Dạng nó cũng như cái hận đồng á, mấy cái hận đồng ở bên Liu Liên que nó ở bên Montap á. Đây nè. Tương tự với hành đồng á, mà hiện tại nó dạy hành cho hình vẽ đây. Hình vẽ này gọi gì ta? Datify hả? Nè, 1, 2, 3, 4 con. Hiện tại mình có 1 con thôi. Chưa vô được nè, phải kiếm thêm mấy con nữa nó mới chạy vô chung. Kích hoạt đi. Hồi máu với hồi năng lượng lại. Mình mang máu năng lượng để cho con bét nè. À, một con ấy nè. Cái rương nè, biểu tượng cái rương ở đâu? Trên đây nè, lên lấy luôn. Nè, thường có cái hiệu lượng với tự nè, cái hiệu này nè. Ánh sáng kiểu này nè, mình với lại con đài nhấn chuột trái như nó cái. À nè. Giống như hồi nãy cũng vậy đó, mình nhấn chuột trái thì nó cùng này nè, mở ra tiếp. Có đường rồi, có đường luôn.
Đây nè, ba con nè. Kết quả. Kết quả. An toàn rồi. À, chạy trốn nữa. Chịu gì vậy? Bị gì hơn nó? À, về đây. Vào. Nè, nãy nó bị nổ chết nè. Đụng nó cái né qua liền nha. Chứ đứng lại một chỗ nó nổ chết á. Đi một lèo qua luôn. À, tự động đi theo. Kích hoạt hồi máu lại. Em đóng cửa lại. Có đường khác không? Hồi nãy là bốn con đúng không? Một con đứng ở đó với ba con này nó đủ à? Không có gì hả? Có cái thằng đồng nè. Đồng ở đây. Bên kia rồi. Cho sót cái thằng đồng quá. Kể từ từ nhận lại cũng được. Đang ở đâu ta? Phục chế nè. Không, tưởng 4 con ai về tới 8 con lận, 8-9 con luôn. Xong. Nè, hồi nãy mình thấy cái thằng đồng nằm trên đây nè, sót nè. Sót cái thằng đồng. Thường là mà vô cái hang nào hay mà cái gì vô cái ám hiểm nó có được ở trong đó, trong lòng đất đi. Chờ cuối tháng này hết luôn, khỏi mất công phải đi lần thứ hai. Dò mạnh lắm. Hạ sót ở trên chờ, nhưng mà ngày mặt tiền hay gì đó.